phép để bắt đầu thì tiếp nối cái bài thanh quản của hôm trước ấy, thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp cái phần còn lại của cái nội dung bài giảng thì là cái câu hỏi của chúng ta. Thế thì để đi vào cái phần để phẫu nó tốt hơn ấy, thì mình muốn chỉ cho mọi người trước một tí về cái giải phẫu các lớp vi tính của phần bò. Bởi vì khi nắm được cái phần giải phẫu thực tế thì phần lý thuyết nó trở nên dễ hiểu hơn. Đấy, thế thì cái vùng vòm ấy, người ta xem như một cái cấu trúc hình trụ. Nó là cái phần đỉnh trên cùng của cái phần hầu. Nhưng mọi người biết cái phần hầu của chúng ta là một cái vùng nó trải dài từ toàn bộ cái nền sọ đến hết cái phần bờ dưới của sinh nhẫn. Nó chia thành 3 phần đúng không? Là hầu mũi, hầu miệng và hầu thanh quản, hay còn gọi là hạ họng thanh quản. Phần hầu miệng và phần hầu mũi, hay còn gọi tắt là vùng vòm. Thế thì cái phần hầu mũi thì nó gồm có là, hay là còn gọi là vùng vòm ấy, thì tại sao gọi là vùng vòm? Bởi vì nó có một cái vùng để phẫu đặc trưng ở đây, cái vùng này thì nơi chuyển tiếp giữa cái thành trên và cái thành sau của cái vùng hầu mũi này, nó tạo thành một cấu trúc rộng mái, thì nó gọi là cái nó tạo thành một cái cấu trúc rộng mái vòm. Nên thế nên người ta còn gọi tắt là cái vùng này là vùng vòm. Còn thực ra thì về mặt giải phẫu đúng ra thì cái vùng này người ta gọi là vùng hầu mũi. Thế thì cái phần hầu mũi này thì người ta chia phần hầu mũi này là một cái cấu trúc hình trụ gồm có 6 thành. Thành trước ấy của nó là một cái giới hạn phía trước là bởi hai lỗ mũi sau. Thành trên của nó thì đấy chính là cái thành phần xương của cái phần xương bướm. Còn phía sau của nó ấy, thì nó gồm có là ở phía trên của nó là một cái cấu trúc xương chạy xuống, người ta gọi là cái phần này người ta gọi là phần dốc nền. Và ở phía sau của nó ở phần dưới thì gồm có hai cái thân đốt sống, đây là phần đốt nội và đốt trục, hay còn gọi là thân đốt sống C1 và C2 ở phía sau. Còn hai thành bên ấy, thì trên tí nữa trên mặt phẳng cắt ngang thì là mặt phẳng cắt ngang thì mình sẽ bộc lộ hai thành bên cho. Còn ở cái thành dưới của nó là một cái mặt phẳng, nó không có cái ranh giới thực sự mà nó là một cái mặt phẳng cắt ngang tưởng tượng qua của cái bờ của cái khẩu gáy cứng. Nó kẻ vuông góc ra phía sau thì nó gặp ngay ở cái khớp, hay là khớp giữa C1 và C2. Thế thì mọi người biết ở trên mặt phẳng dính dọc thì mình sẽ quan sát được, mình sẽ tưởng tượng ra được là ở phía trước, phía sau, phía trên. Và ở cái vùng chuyển tiếp giữa cái thành trên và thành sau này tạo thành cấu trúc hình mái, gọi là mái vòm, gọi là hay còn gọi tắt là vùng vòm. Đấy, còn gọi là thành sau trên. Còn đây là trên mặt phẳng hình ảnh cắt ngang thì hai cái thành còn lại ngoài thành trước thì hai cái lỗ mũi sau thành sau, còn thành trên thì chúng ta biết ở trên mặt phẳng sai chúng ta rồi. Thế còn ở thành bên của nó thì đây chính là hai cái thành bên ấy, thì được đặc trưng bởi một cái hai cái rãnh. Thứ nhất ấy, ở phía trước này có một cái rãnh này thì nó đi thông vào phía trong này, thông ra ngoài với cái hòm tay giữa, cái vùng tay giữa ấy, thì cái cấu trúc này gọi là cái khuyết ấy, nó gọi là void. Đấy là lý do mà tại sao mà trong bệnh nhân mà bị u vòm của bệnh nhân có thể là bị u tai đúng không, giảm nghe, đấy chính là do cái vùng tổn thương nó nằm ở cái này, cái void này. Thế thì ở phía trước của cái vòi start này nó có một cái cấu trúc nó hơi lồi lên, đấy người ta gọi là cái nẹp trước vòi. Ở phía
phía sau này, thì có một cái ụ lồi lên cái thì gọi là nẹp sau vòi. Và ở cái vùng giữa cái thành bên này, này và thành sau, mọi người nhớ nhé, ở thành trên và thành sau thì tạo thành cái vòi, còn ở cái thành bên và thành sau này, thì nó tạo thành cái rãnh. Rãnh mà mọi người thấy có hai cái, có hai khe, hai cái khí này, thì cái rãnh này gọi là rãnh Rosenmüller. Thế thì cái rãnh Rosenmüller này là một cái cấu trúc giải phẫu rất là đặc biệt, bởi vì cũng giống như trong những ung thư vú hay gặp, ở 80% ung thư vú nó gặp ở ung thư trên ngoài ấy, thì ở trong ung thư vòm này, cái rãnh Rosenmüller này đa phần là cái vị trí xuất phát của các ung thư vòm. Đấy, thế nên là cái rãnh này là đấy, tương đối với giải phẫu rất là đặc biệt của cái vùng vòm này, mọi người nên nhớ. Thế thì toàn bộ cái giải phẫu vùng vòm của chúng ta ấy, thì về mặt giải phẫu thì gồm có 6 thành như thế: thành trên, thành dưới, thành trước, thành sau và hai thành bên. Nói thêm với mọi người một tí về cái phần giải phẫu của cái phần vùng cổ trên móng và vùng cổ dưới móng. Vùng cổ thì người ta lại được chia thành hai phần là vùng cổ trên móng và vùng cổ dưới móng. Đấy, thì cái vùng vòm của chúng ta ấy, cái vùng vòm của chúng ta thì nó lại, cái vùng cổ, toàn bộ vùng cổ trên xương móng và vùng cổ dưới móng thì người ta chia thành các khoang. Ví dụ như cụ thể trong phần vòm này, thì cái phần vòm này của chúng ta ấy, thì nó là toàn bộ cái phần niêm mạc của cái phần vùng hầu mũi này, thì nó được gọi là khoang niêm mạc hầu. Toàn bộ này, này. Ở đây bệnh nhân này là có cái quá xuất phát tổ chức lympho, nên thành ra là nên mình thì giải minh họa một cái trường hợp cụ thể để mọi người nhìn cái phần vòm. Thì bệnh nhân này có vẻ như là có một cái quá phát của tổ chức lympho, nên thành ra cái phần niêm mạc ở dưới mạc này rất là dày. Để mình lấy một cái bệnh nhân khác đó. Đây là một bệnh nhân khác cũng thế, tức là hai cái rãnh hai bên là hai rãnh Rosenmüller nhìn rất là rõ. Ở một người bình thường ấy, thì cái rãnh Rosenmüller này bao giờ cũng phải là cân đối, không có cấu trúc dạng khối gì nó chiếm chỗ ở vùng này. Đây là tên cửa sổ xương thì mình nhìn rất rõ, còn đây là tên cửa sổ của cái phần tổ chức. Đây, hai rãnh Rosenmüller hai bên. Thế thì cái phần vòm của chúng ta ấy, tất cả cũng giống như trong cái bệnh cảnh của cái vùng thanh quản ấy, thì trong bệnh cảnh của vòm ấy, thì nếu mà nói về tổn thương viêm nhé, thì chúng ta cũng ít khi chúng ta sử dụng đến các lớp vi tính để chẩn đoán, mà chủ yếu là nghi ngờ các cái tổn thương về khối u thì chúng ta nên dùng đến các lớp vi tính, hoặc là sau khi bệnh nhân nội soi nghi ngờ có khối u. Nhưng mà ví dụ như một cái tổn thương rõ, người ta bấm được sinh thiết chẳng hạn, thế thì có thể người ta không cần làm các lớp vi tính. Nhưng mà một tổn thương người ta thấy, ví dụ như khi bảo bệnh nhân nuốt, thế thì có một cái vùng nào của vòm nó hơi cứng chẳng hạn, hoặc là bề mặt nó hơi bất thường, người ta nghi ngờ là một cái tổn thương vòm nhưng phát triển ở cái thể dưới cái mạc, thế thì người ta sẽ chỉ định làm các lớp vi tính để chúng ta tìm được cái tổn thương ở, đánh giá thêm tổn thương ở vùng vòm. Thế nên trong cái bệnh cảnh của vùng thanh quản cũng như cái vùng vòm ấy, thì các lớp vi tính bao giờ cũng được chỉ định, thường là đi sau đi nội soi có hai mục đích: thứ nhất là có thể chẩn đoán, cái thứ hai có thể là hướng dẫn thêm đi về cái vị trí để nội soi các cái nhà lâm sàng tăng vọng, người ta có thể nội soi, người ta bấm cái vị trí chi tiết cho nó chính xác hơn. Đấy là về cái vai trò của lớp vi tính. Thế nên là đối với cái tổn
cái khoang của chúng ta đây này, cái vùng vòm chúng ta ấy, thì có cái lớp mần này này, lớp màu trắng trắng rồi nhìn thì đấy chính là cái niêm mạc vùng vòm. Thế thì cái niêm mạc vùng vòm này là vị trí xuất phát của tất cả cái u vòm, và cái khoang này được người ta gọi là khoang niêm mạc hầu. Cái khoang này gọi là khoang niêm mạc hầu. Thế bên cạnh của chúng ta này có một cái lớp mỡ này, có một cái khoang mà chứa mỡ. Ở nhìn nhé. Đây. Ở trên cái lớp vi tính ấy thì những cái tỉ trọng đen về có nghĩa là mỡ. Thế thì ở đây chúng ta có một cái vùng này, một cái vùng nó trải dài từ đây. Trải dài từ đây đến đây. Thì người ta gọi là khoang cạnh hầu. Khoang cạnh hầu. Ở phía sau cái phần niêm mạc của cái phần ở sau cái phần niêm mạc của cái khoang niêm mạc hầu này thì có cái tổ chức mỡ này, tổ chức mỡ màu trắng này, mọi người nhìn thấy không? Rất ít tổ chức mỡ này. Thì cái khoang đấy người ta xem là một cái khoang ảo, người ta gọi là khoang sau hầu, nó chủ yếu là chứa cái tổ chức mỡ. Và thông thường các cái cấu trúc hạch có thể thấy, nhưng mà hạch thì đường kính bao giờ nó rất là bé, thường là tầm khoảng 3-5 mm thôi. Ở phía trước cột sống nữa ấy, đây là cột sống chúng ta, thì trước cột sống thì có các cái phần cơ trước và sau thì có các phần cơ, thì người ta gọi là khoang quanh sống. Thì khoang này thì cái hình ảnh tổn thương của nó thì ít khi nó liên quan đến cái phần vùng vòm chúng ta, nhưng mà cái khoang mỡ này là một này, khoang mỡ này. Cái thứ hai ở bên cạnh đấy chúng ta có thể có hình ảnh cái bó bên cạnh đây, cảnh đây, cảnh động mạch cảnh đấy. Thì cái khoang này người ta gọi là khoang cảnh, khoang chứa hai thành phần bó cảnh, người ta gọi là khoang cảnh. Cái phần tổ chức mỡ này gọi là khoang cảnh hầu này, cái bó cảnh này người ta gọi là khoang cảnh này đấy. Thế thì đấy là những cái khoang mà rất là quan trọng trong cái phần đánh giá các cái tổn thương của vùng vòm, bởi vì là cái tổn thương vùng vòm ấy nó sẽ phát triển theo các cái khoang đấy, là theo hướng sau bên, hoặc là nó phát triển lên trên thì nó sẽ phát triển vào lối sọ. Cái phần đây là cái phần vòm của chúng ta. Thế thì nếu nó phát triển theo hướng mặt phẳng ngang thì hướng sau bên thì nó có thể vào khoang cảnh hầu, khoang cảnh. Nhưng nếu nó phát triển theo hướng lên trên, từ đây u có thể từ đây thì nó phát triển theo hướng lên trên, thì nó xuyên qua, nó vào lớp, nó vào cấu trúc xương là cái dốc nền này, xong bướu này nó có thể phát triển lên trên vào nội sọ, thì có thể vào cái phần phía trên này là cái phần các cái phần của xoang hang, rồi các cái phần cấu trúc não ở trong thần kinh và các cái cấu trúc như não ở nội sọ, hoặc có thể là phát triển ra trước đây. Nếu phát triển qua trước qua lỗ mũi thì sẽ vào cái khoang cạnh mũi, nên là cái triệu chứng của cái vùng vòm này thường là triệu chứng của vai mượn, có nghĩa là gì, có nghĩa là triệu chứng của nó rất ít, nhưng đến khi giai đoạn muộn rồi thì nó lại biểu hiện cái triệu chứng của các cái cơ quan lân cận. Ví dụ bệnh nhân đi khám vì lý do đau đầu, hoặc là bệnh nhân đi khám vì lý do nghe kém, hoặc là bệnh nhân đi khám vì lý do là chảy máu mũi, ngạt mũi. Đấy, thế thì về mặt giải phẫu cơ bản của các lớp vi tính là như thế. Còn về cái phần lý thuyết của cái phần phần vòm này thì mình nói qua mọi người tí để trước khi đi vào cái phần thứ nhất là cái phần bệnh, cái thứ hai như là đi vào cái phần minh họa những hình ảnh các lớp vi tính phần bệnh, cái thứ ba đấy là các cái phân loại, các cái phân giai đoạn, và cuối cùng là nói với mọi người lại về cái phân chia hạch vùng cổ. Thực ra cái bài phân chia hạch vùng cổ ấy thì nó cũng khá là chung cho tất cả cái u vùng vòm hay là u vùng thanh quản, u vùng vị giác, bởi vì là tất cả cái bệnh cảnh vùng đấy thì nó khi mà của ung thư nó bị di căn ra đấy thì nó cũng biểu hiện về các cái phân chia nhóm hạch của giống nhau. Nên là hôm trước cái bài thanh quản thì lại cũng chưa nói với mọi người về cái phần phân chia nhóm hạch và các cái phân giai đoạn, bởi vì là cũng chờ đến cái bài vòm này để nói với mọi người một thể luôn, bởi vì nó giống nhau, giống nhau trong các bệnh cảnh ung thư vùng cổ.
Thế thì về mặt lý thuyết ấy, thì khi phần vòm ấy, phần vòm vòm họng ấy thì nó được xem là một cái cấu trúc nằm dưới đáy đáy sọ này, thông với hốc mũi qua lỗ mũi sau và giới hạn giữa cái họng mũi và họng miệng hay là hầu như hầu miệng ấy, đấy chính là một cái mặt phẳng thắt ngang qua cái bờ sau của khẩu cái cứng tới bờ trên của cái khung đốt đốt cổ tay C1 C2. Nó gồm có 6 thành, thành trước của nó là 2 lỗ mũi sau, thành trên thì là nó là bờ dưới của cái phần xoang xoang bướm, thì nó chạy xuống dưới và ra sau liên tiếp thành sau để tiếp nối với thành sau. Thì hai cái thành này tạo nên một cái đường cong lõm, nhưng mà như mình chỉ cho mọi người đấy là cái cấu trúc gọi là cấu trúc hình vòm, và người ta gọi tắt cái vùng này vùng vòm luôn bởi vì đây là cái cấu trúc đặc trưng. Còn thêm cái thành sau và phần trên thì tương ứng với 2/3 sau của thân xương bướm và một phần của cái phần gọi là mảnh nền hoặc là dốc nền của xương chẩm. Còn thành bên ấy thì nó có cái cấu trúc đấy chính là cái lỗ vòi nhĩ hay còn gọi là cái lỗ ostap, thì nó bắt đầu đi vào vòi ostap và nó thông vào cái cấu trúc vùng tay, vùng vòng tai. Và phía trước của cái lỗ vòi đấy thì có một cái cấu trúc nó lồi lên, cái phần cơ nó đẩy lên mạc đấy, nó gọi là nẹp trước loa vòi. Và giữa cái nẹp giữa cái thành sau, người ta phân biệt đây thì thôi đây Muller đây, giữa cái thành bên và thành sau thì có một cái hố lõm sâu và nhẵn và hình cầu dục, người ta gọi là Roger Muller. Thế thì cái Roger Muller này thông thường ấy, cái đặc điểm của mình nhìn nó chủ yếu là cái tính chất đối xứng, còn nó tạo thành cái rãnh mà nó chứa khí và nó có tỷ trọng khí ở hai bên mà nó đối xứng thì nó gặp trong khoảng 60%, còn trong khoảng 40% là hai cái rãnh này nó xẹp lại, thì lúc đấy mình cũng không nhìn nó một cách dễ dàng. Nhưng mà cái đặc điểm cấu trúc của để mình nhìn nó đấy chính là cái tính chất đối xứng của hai bên rãnh với nhau lơ và nó không có cấu trúc khối ở đấy. Thành dưới thì người ta xem chỉ là một cái cấu trúc cái mặt dưới của nó, người ta xem là một cái thành ảo thôi, đó là cái một cái mặt phẳng tưởng tượng, đó là một cái đường đi mở thông xuống phía dưới đối với họng, một cái vùng hầu miệng. Thế thì tất cả cái thành này, lỗ mũi sau hay là thành dưới hay là phần dốc nền hay là phần các cái khoang cạnh hầu hay là khoang cảnh, thế thì tất cả những cấu trúc đấy đều là những cái cấu trúc giải phẫu để mình sẽ phân chia. Vì sau mình sẽ phân chia giai đoạn dựa vào cái tổn thương nó xâm lấn đến đâu ở cái vùng vòm. Còn cái về mặt đấy là giải phẫu thông thường, còn về mặt cái tổ chức học của nó, tức là cấu tạo của cái họng cái vùng vòm ấy, thì nó đi từ trong ra ngoài, thì nó gồm có 4 lớp, thứ nhất là lớp niêm mạc họng. Niêm mạc họng này là cái niêm mạc hầu ấy, thì nó chính là cái vị trí xuất phát của tất cả cái u vòm, nó đều xuất phát từ cái lớp niêm mạc này. Phía sau đấy thì là có các cái lớp cân và cơ, của sau cái lớp niêm mạc đấy là cân cơ. Về phần lý thuyết thì có tao đây là mọi người cuối buổi này thì mình gửi qua email luôn cho mọi người. Còn về cái phần mạch máu và thần kinh ấy, thì cái phần động mạch cấp máu cho cái vùng hồng mũi này là gồm các nhánh tách ra từ động mạch cảnh ngoài, gồm có là động mạch hầu lên, động mạch khẩu cái. Về phần chi phối thần kinh thì là chủ yếu là từ dây thần kinh hàm trên, tức là nhánh thân cao đó, và các cái đám dưới họng của thứ 10 chi phối. Cái này thì nó cũng liên quan đến cái phần tổn thương trực tiếp trên cái chẩn đoán hình ảnh các lớp vi tính. Cái thứ hai là về các cái nhóm hạch. Về nhóm hạch thì bây giờ mình sẽ nói về các loại về cái nhóm hạch. Lý thuyết đơn thuần thì cái phần này nó hơi không thú vị lắm, thành ra là muốn minh họa cho mọi người trên
cái hạch của cổ ấy thì được người ta chia thành khoảng 7 nhóm. Cái hạch của cổ ấy thì người ta chia thành 7 nhóm. Thứ nhất là người ta chia thành, thứ nhất là cái vùng dưới cằm và vùng dưới cằm và vùng dưới hàm. Thì cái vùng mà vùng dưới cằm ấy thì giới hạn trên của nó ấy là cái phần xương hàm dưới, còn giới hạn dưới của nó chính là cái bờ trên của xương máu. Thì ở đây có một cái cơ người ta gọi là cơ hai bụng. Thì cái bó trước của cơ hai bụng ấy thì nó chia cái vùng dưới cằm và dưới hàm này thành hai phần. Phần trước của cái bờ trước của cơ hai bụng thì chia thành nhóm hạch, thứ nhất là nhóm hạch dưới cằm hay gọi là nhóm hạch vùng A. Cái phần sau cái bờ trước của cơ hai bụng ấy thì người ta thì và bờ sau của cái tuyến nước bọt dưới hàm thì tạo thành một cái vùng hạch gọi là vùng nhóm hạch vùng B. Đấy. Còn nhóm hạch thứ hai nữa là nhóm người ta gọi là nhóm hạch chuỗi hạch cảnh, nhóm chuỗi hạch cảnh hay còn gọi là chuỗi hạch cổ sâu, thì cái này sẽ được chia thành ba nhóm là 2, 3 và 4. Thế thì nếu mà đi từ nó chạy từ cái giới hạn sau, giới hạn của nó ấy, gồm có là bờ sau của cơ của chúng cho tới cái phía bên trong này là cái đầu tiên ấy là cái nhóm hạch số 2 nhé. Đầu tiên nhóm hạch số 2 là từ cái phần nền sọ này đến một cái mặt phẳng ở ngay ở cái xương máu là người ta gọi là nhóm hạch số 2. Tiếp tục là ở một cái mặt phẳng đất ngang là một mặt phẳng cắt ngang ngoài cái phần mà xương máu ấy, thì một cái mặt phẳng cắt ngang qua cái bờ dưới ngang mức của cái sụn nhẫn ấy thì là tương ứng với là nhóm hạch số 3. Và từ cái bờ dưới của cái sụn nhẫn này cho đến phần xương đòn thì là nhóm hạch số 4, là 2, 3, 4. Thế thì tiếp tục người ta lấy một cái giới hạn nữa. Từ cái bờ sau của cơ vân trũng này, từ bờ sau của cơ vân trũng đến phần bờ sau của cái cơ thang thì người ta chia thành cái nhóm hạch gọi là nhóm hạch số 5. Còn từ phần bờ dưới của xương máu, từ bờ dưới của xương máu cho đến phần hõm ức ấy, thì còn gọi là vùng cổ trước thì người ta chia thành một cái nhóm hạch gọi là nhóm hạch số 6. Và từ cái phần mà hõm ức ấy cho đi xuống cái phần trung thất trước trên ấy, thì là người ta chia thành nhóm hạch số 7. Nhưng mà trên các lớp vi tính vùng cổ cái phần mà nhóm hạch số 7 ấy gần như rất ít được bộc lộ. Bởi vì thực ra là cái nhóm hạch nó thứ nhất nó hơi xa hơn so với tất cả nhóm hạch còn lại. Cái thứ hai nữa là cái vùng đấy thì khi mà dùng các lớp vi tính lồng ngực thì bộc lộ rõ hơn, còn các lớp vi tính vùng cổ thì chủ yếu là chúng ta chủ yếu thấy được là nhóm hạch số 1, 2, 3, 4 và 5, 6, tức là 6 nhóm hạch. Ở đây thì người ta chia thành các cái nhóm hạch vùng cổ ấy thì thường bị tổn thương trong các cái ung thư vùng vòm ấy, thì thứ nhất là cái chuỗi hạch cảnh trong này, chuỗi hạch cảnh trong ấy, mà đặc biệt là các cái nhóm hạch số 2 ấy. Cái thứ hai nữa là các cái nhóm hạch số 5, tức là nhóm hạch cổ sau ấy, tức là từ bờ sau cứ đồn trúng cho đến bờ sau của cái cơ thang. Còn các nhóm hạch khác thì ít gặp, ví dụ nhóm hạch dưới cằm, dưới hàm thì ít gặp hơn. Nhóm hạch số 6 cũng ít gặp, nhóm hạch là vùng cổ trước ấy, từ bờ dưới của cái xương máu cho đến vùng hõm ấy. Thì trong nhóm hạch số 6 thì thường hay gặp ở trong cái ung thư tuyến giáp. Nhóm ung thư tuyến giáp hay gặp cái nhóm hạch số 6, nhóm hạch số 3, số 4. Còn đối với ung thư vòm, đối với các cái khối u vòm là bị ung thư vòm và di căn ấy, thì hay gặp ở nhóm hạch số 2 và số 5. Và ban nãy có một cái nhóm hạch nữa mà mình nó không được phân chia vào nhóm hạch vùng cổ nhưng mà cũng hay gặp ấy,
Đấy chính là cái nhóm hạch, gọi là nhóm hạch sau hầu. Tức là ở cái vị trí này, ở cái vị trí cái tương ứng với cái rãnh Duchenne Muller hai bên ấy, thì cái ở vị trí cái khoang, gọi là khoang sau hầu này, cái vùng tổ chức mỡ này, nó có thể gặp những cái hạch ở đây, gọi là nhóm hạch sau hầu. Thế thì trong khoảng 40-50% ung thư vòm là có cái hạch ở vùng này, khoảng 50% không có, 50% thì nó lại có di căn ra thẳng cái nhóm hạch số 2 hoặc nhóm hạch số 5 nhưng lại không qua cái hạch này, còn 50% thì có. Thế thì bình thường ấy, những cái nhóm hạch sau hầu là kích thước rất bé, nó chỉ tầm khoảng 2-4-5mm thôi, có thể không quan sát thấy trên được các lớp vi tính. Nhưng mà khi nó to lên, cái đường kính trục ngắn của nó trên 6mm thì nó rất là có giá trị. Nếu mà nó trên 6mm kết hợp với nó có hoại tử ở trung tâm thì nó cực kỳ có giá trị. Cũng giống như cái bài ung thư bài thanh quản ấy, thì cái các lớp vi tính nó chủ yếu là có vai trò, không phải vai trò mình dùng để làm vai trò chẩn đoán xác định, mà là mình chủ yếu dùng để làm đánh giá cái vi lăng cho điều trị là cái nhất. Cái thứ hai, trong trường hợp mà nghi ngờ cái tổn thương mà từ niêm mạc mà nó xâm lấn dưới niêm mạc, tức là tổn thương dạng thâm nhiễm ấy, không phải tạo thành cấu trúc rộng khối xùi, thì trên cái đấy trên nội soi người ta chỉ nghi ngờ mà người ta không khẳng định được, thì mình mới dùng đến cắt lớp vi tính. Thế thì trong cái bệnh cảnh của cái cắt lớp vi tính của cái vùng vòm này, người ta chủ yếu là dùng để đánh giá đối với người lớn ấy, đối với người lớn nói chung ấy, thì người ta chủ yếu dùng để đánh giá trong cái bệnh cảnh của ung thư. Còn các cái nguyên nhân lành tính khác, ví dụ như trên nội soi người ta có thể thấy quá sản các cái tổ chức lympho vùng vòm này, hay là người ta thấy các cái nang ở nang dưới niêm mạc vùng vòm, cũng giống như là trên thanh quản mà hôm trước đề cập đến cái gọi là nang dây thanh ấy, hoặc là hạt sơ dây thanh ấy. Thế thì những cái đấy thì người ta thường chỉ dùng đến nội soi và người ta chẩn đoán, ít khi người ta dùng đến các lớp vi tính chẩn đoán. Chỉ khi bắt đầu nghi ngờ thấy có ung thư vùng vòm thì người ta sẽ dùng đến các lớp vi tính. Thế thì cái ung thư vùng vòm ấy, nó là cái khối u ác tính thường gặp nhất ở vùng vòm. Chẩn đoán nó thì thường là muộn. Chẩn đoán nó thường là muộn bởi vì sao? Bởi vì là nếu mà khi nào mà nó còn nằm ở trong cái vùng vòm, trong cái giới hạn vùng vòm này, thì thường nó không có triệu chứng. Chỉ khi mà nó bắt đầu ví dụ xâm lấn qua lỗ mũi sau thì nó bắt đầu có triệu chứng ngạt mũi hoặc là chảy máu mũi, thì bệnh nhân mới bắt đầu đi khám bệnh, hoặc có những trường hợp bỏ qua chỉ nghĩ là viêm các cái phần mũi xoang thông thường thì nó bỏ qua, thì là bỏ qua cái giai đoạn rất sớm. Cái thứ hai nữa là nếu cái tổn thương nó nằm ở vị trí vòi Eustace ấy, thế thì nó xâm lấn vào đấy thì bệnh nhân có thể là có bắt đầu ù tai, giảm nghe, thì bệnh nhân nếu đi khám thì có thể phát hiện được. Còn những trường hợp mà rất là gọi là tiên lượng rất là xấu là nó lại không đi phát triển ra phía trước vào lỗ mũi, không phát triển ra một bên vào lỗ tai, mà nó cứ âm thầm, nó cứ âm thầm phát triển từ đây, nó phát triển hướng ra sau và lên trên, nó vào xương bướm cũng không có triệu chứng, nó vào dốc nền không có triệu chứng, mà nó đi vào nội sọ, thì lúc đấy nó khi mà bệnh nhân bắt đầu có triệu chứng của thần, của các cái dấu hiệu của thần kinh trung ương, thì nó cũng đồng nghĩa bệnh nhân ở giai đoạn số 4. Bởi vì lúc mà u mà xâm lấn vào nội sọ thì có nghĩa ở giai đoạn T4, tính cái phần phân loại này thì mọi người sẽ thấy thì là giai đoạn nó tiên lượng nó rất là xấu. Thế nên là tại sao ung thư vòm mà hay được phát hiện muộn đấy, chính là do cái triệu chứng của nó là triệu chứng vay mượn của các cái cơ quan khác là cái nhất. Cái thứ hai nữa là khi có triệu chứng thì thường là nó đã biểu hiện của việc đập phái xâm lấn, do đó tiên lượng của nó vay mượn xấu hơn là việc mình phát hiện ở cái giai đoạn sớm. Khi về cái tích tế bào của cái ung thư vòm ấy, thì gồm có là ung thư biểu mô vẩy sừng hóa, ung thư biểu mô vẩy không sừng hóa, thì có hai tích là có biệt hóa và không có biệt hóa.
và ung thư biểu mô tế bào, ung thư để mô biểu mô tế bào màng đáy, trong đó hay gặp nhất của cái phần mà ung thư vòm đấy, đấy là ung thư biểu mô tế bào sừng hóa. Thì ung thư biểu mô tế bào sừng hóa này nó có một cái đặc điểm đấy là nó không đáp ứng, gần như không đáp ứng đối với hóa chất và phẫu thuật, và do đó khi ung thư biểu mô tế bào vòm mà thể sừng hóa này thì đa phần người ta chủ yếu dùng đến xạ trị. Thế nên mọi người mới thấy là đa phần những trường hợp bệnh nhân hoặc là người quen của ai của mọi người ấy, và khi bị ung thư vòm thấy tại sao nó hay đi xạ trị, thế bởi vì là do là nó ung thư vòm là nó thuộc về cái tiếp của ung thư biểu mô tế bào vẩy sừng hóa. Về mặt dịch tễ thì chủ yếu gặp ở tuổi trung niên, gặp ở tuổi trung niên mà thường là ở nam giới, thì người ta thấy thì ở phương Tây thì rất ít gặp, nhưng mà riêng ở Đông Nam Á và đặc biệt là ở miền Nam Trung Quốc ấy, thì tỷ lệ gặp rất cao, đặc biệt là ở Trung Quốc này. Đấy là nguyên nhân đấy, mà ví dụ như trong các y văn của các cái bài báo mà mọi người nếu mà chúng có tìm đọc các bài báo về vùng vòm trên 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 mạng ấy thì có rất nhiều bài, bởi vì đơn giản là khi ở cái vùng Trung Quốc có một cái vùng dịch tễ mà nó tỷ lệ nó cực kỳ cao, nó cũng giống như trong các bài báo quốc tế của Nhật Bản về ung thư gan ấy. Mọi người thấy vì sao cái Nhật Bản có rất nhiều tác giả nổi tiếng về lĩnh vực ung thư gan trên thế giới, kể từ cả điều trị cho đến sinh học phân tử, bởi vì là khi vùng Nhật Bản là một cái vùng dịch tễ rất cao của ung thư gan. Thế thì cái gì ở cái đất nước nào mà có cái gì nhiều thì đương nhiên là đất nước ấy người ta sẽ giỏi hơn vùng khác, rồi tỷ lệ người ta gặp nhiều hơn. Giống như Việt Nam có rất nhiều chuyên gia về nhi khoa bẩm sinh, ví dụ như giáo sư Nguyễn Thanh Liêm hoặc là giáo sư Nguyễn Văn Hiếu ấy, về vấn đề tim bẩm sinh ấy, bởi vì cái vấn đề sàng lọc chẩn đoán trước sinh của mình nó không được tốt như người ta thì là tỷ lệ em bé mà khi sinh ra có những bệnh gì đấy nhiều. Thế nên Việt Nam mình có rất nhiều chuyên gia trong lĩnh vực đấy nổi tiếng trên thế giới. Người ta thấy rằng ấy, nếu mà cái ung thư vòm, một cái thể mà tế bào vẩy sừng hóa thì hay liên quan đến yếu tố là hút thuốc lá và uống rượu. Còn nếu những cái thể còn lại như thể tế bào vẩy không sừng hóa mà thì người ta thấy là có liên quan đến với cái yếu tố gọi là virus F3, EBV đấy. Thì cái đấy thực ra tỷ lệ nó cũng không cao, người ta chỉ thấy là trong huyết thanh của những cái bệnh nhân đấy thì nó có cái kháng thể, có cái dấu ấn về mặt kháng nguyên kháng thể của cái EBV này. Còn đối với cái thể còn lại là thể ung thư biểu vẩy sừng hóa ấy, mà chủ yếu là gặp cái thể đấy trên lâm sàng ấy, thì chủ yếu liên quan đến vấn đề là hút thuốc lá và nghiện rượu. Còn những cái yếu tố khác người ta có đề cập đến, ví dụ yếu tố di truyền thì là cái này hơi để rõ trong những cái chủng tộc ở quốc này hoặc là Đông Nam Á này, hoặc là những cái viêm mũi họng mãn tính hoặc là môi trường sống nó bẩn thì người ta chỉ gọi yếu tố nguy cơ thôi. Nói chung đến bây giờ cũng không khẳng định được nguyên nhân thực sự của cái vòm là gì, thì biết là người ta có yếu tố thuận lợi là nam giới tuổi trung niên hút thuốc lá, nghiện rượu, uống rượu nhiều, và một và cái thể là thể không sừng hóa thì có liên quan đến cái EBV. Về mặt đại thể thì là các cái cũng giống như các cái khối u khác ấy, trong mọi người ví dụ ung thư dạ dày mọi người biết là có thể khối này, thể sùi, thể thâm nhĩ, thể loét. Thế thì ở trong cái ung thư vòm vậy thôi, nó biểu hiện có thể dạng khối sùi, có thể là ổ loét, hoặc là có thể là cái thể thâm nhĩ. Và cái thể thâm nhĩ này thì là khó hơn cho nội soi, thứ nhất là khó hơn trong việc chẩn đoán, cái thứ hai là khó hơn trong công việc định vị để người ta sinh thiết. Thế thì trong cái thể thâm nhiễm này thì vai trò của các lớp vi tính cũng có, nhưng mà cái bài này là bài các lớp vi tính nên là mình nó đang nói về các lớp vi tính thôi. Thực ra nếu trong cái thể thâm nhiễm này thì cái vai trò của cổng từ nó tốt hơn hẳn luôn. Cổng từ các lớp vi tính, vì sao cái cất lớp vi tính người ta vẫn đang dùng trong vùng vòm, bởi vì sao, bởi vì là cất lớp vi tính nó có ưu thế về xương, đánh giá tổn thương xương ấy. Ví dụ các cái phần mà xương bướm hoặc là phần gốc nền ấy thì những cái đấy đánh giá của cất lớp vi tính thì rất là rõ.
Còn nếu mà nhưng mà những cái đấy thì nó ở giai đoạn đó cũng là giai đoạn nhân muộn. Còn nếu ở những cái tổn thương sớm, giai đoạn sớm thì ở cái phần niêm mạc ấy, thì thực ra các lớp vi tính không có vai trò nhiều lắm, mà chủ yếu là nội soi và cổng từ. Đấy. Thế nên là tí nữa mấy bạn mới thấy tại sao những cái hình ảnh minh họa ở cao vòm những lớp vi tính thường là giai đoạn muộn, bởi vì đơn giản là giai đoạn sớm cũng khó phát hiện, không hết. Trừ khi là nó nằm ở ngay cái rãnh Roget Engler và nó có khối nhỏ nhỏ đấy, nó làm mất cân đối hai cái rãnh đấy thì may ra phát hiện được sớm. Chứ còn nếu nó ở các vị trí khác cũng rất khó. Về hô hấp thì như vừa bảo với trình bày mọi người ấy, tức là có cái ung thư biểu mô vẩy của sừng hóa là chiếm phần lớn, và không sừng hóa thì và các thể khác cũng gặp hơn. Các cái thể mà ung thư vùng khác là xuất phát từ cái thể sarcoma hoặc là adenocarcinoma thì kỹ. Chủ yếu ở Việt Nam thì vẫn gặp hai loại, đấy là biểu mô vẩy có sừng hóa và không sừng hóa biểu mô vẩy. Còn cái phần mà biểu mô tuyến hoặc sắc tôm ung thư kết thì ít gặp, nhưng phô ma cũng có gặp nhưng tỷ lệ thấp. Về mặt lâm sàng thì thường thì ung thư vòm giai đoạn sớm thì khó phát hiện, chủ yếu là phát hiện giai đoạn muộn. Thì những triệu chứng ví dụ như là ngạt mũi hay là chảy chảy máu mũi này, hay bệnh nhân có đau nửa đầu. Có những bệnh nhân tình huống là này này, bệnh nhân đau nửa đầu, đau cứ đau dai dẳng âm ỉ, cứ đau tăng dần, và bệnh nhân toàn đi điều điều trị về chuyên khoa thần kinh ấy. Mà nếu ví dụ như làm các lớp vi tính sọ não mà mình không để ý lắm đến vùng vòm ấy là cũng bỏ sót. Có những bệnh nhân mà đến với bọn mình đây đúng như thế thật, bệnh nhân có cái khối rất là lớn ở cái vùng vòm ấy mà đi đi khám chỉ vì đơn giản là bệnh nhân thấy đau đầu thôi đấy. Còn ở ở giai đoạn sớm thì nếu mà bệnh nhân mà đi khám định kỳ và có nội soi tai mũi họng, nếu có nghi ngờ sinh thiết hoặc kết hợp với CTM ra thì may ra phát hiện sớm, còn đa phần giai đoạn muộn. Còn ở giai đoạn muộn thì các cái vấn đề về toàn trạng của đương nhiên, vì nó là mệt mỏi về sút về cái chẩn đoán thì về cái chẩn đoán hàng đầu người ta thì người ta vẫn khuyến cáo là nội soi tai mũi họng là cái lựa chọn đầu tay chẩn đoán các cái bệnh cảnh của vùng vòm. Còn đối với các lớp vi tính thì cũng giống như là các lớp vi tính ở vùng thanh quản, chủ yếu là mình đánh giá cho cái giai đoạn làm vi lăng trong và trong một số trường hợp khó. Còn đối với sinh thiết thì nó thường làm trong nội soi luôn. Còn với X-quang hiện tại thì thực ra là cái giá trị nó rất thấp, bởi vì nếu mà X-quang mà đã bắt đầu thấy được tiêu xương thì có nghĩa là bệnh nhân đã về giai đoạn cuối rồi. Còn một số xét nghiệm tìm kháng thể kháng ví dụ EBV thì ra cái này nó chỉ có giá trị tham khảo thôi, không có nó nhưng mà bệnh nhân có u vòm thì vẫn là u vòm thôi, có nó chỉ là tăng thêm, có nó bệnh nhân không có u vòm thì cũng không phải là cao vòm. Đấy, nên nó chỉ là cái để mình tham khảo thêm thôi, nó không phải là bằng chứng. Về các lớp vi tính ấy, thì các lớp vi tính là phương pháp lý tưởng để đánh giá tổn thương xương mọi người, để đánh giá tổn thương xương. Chứ còn nếu mà về tổn thương niêm mạc và dưới niêm mạc thì nó vẫn không bằng được nội soi và cổng từ. Và về cái mặt tổn thương thì thường gặp là khối tỉ trọng tổ chức và thường gặp ở cái rãnh Roget Engler này. Thường ung thư u vòm là những cái khối nó rất mạnh mà không đồng nhất. Những khối u lớn thì có thể xâm lấn theo bất kỳ cái hướng nào. Nó có thể là xâm lấn xuống dưới để đến cái phần họng miệng. Nó có thể xâm lấn ra trước qua lỗ mũi sau để vào phần mũi. Nó có thể xâm lấn ra hướng sau trên để vào hướng nội sọ. Và nếu mà xâm lấn các cái phần mà sau trên với vào phần xương thì các lớp vi tính rất là dễ để nhìn. Cái đánh giá và hạch cổ này thì rất là quan trọng, bởi vì hạch cổ này nó quyết định đến cái giai đoạn của bệnh. Thế nhưng mà hạch cổ ấy, nếu mà những cái hạch nhỏ ấy, thì thực ra là đôi lúc ấy, siêu âm thì còn có vai trò tốt hơn cả các lớp vi tính. Nếu trường hợp những cái hạch nhỏ nhá mà nó không có hoại tử,
nó chỉ bị thay đổi cấu trúc xoa hạch thôi. Thế thì trên các lớp vi tính đôi lúc không tốt bằng siêu âm có độ nhạy nó cao hơn trong việc đánh giá các cái tổn thương hạch hạch cổ. Và thường là đầu tiên là cái nhóm hạch sau hầu, sau đấy là đến cái nhóm hạch số 2, nhóm hạch hạch cao đấy, nhóm hạch số 2 là hay bị tổn thương. Vòm này không hiểu sao nó là ung thư thường gặp nhất ở cái vùng ung thư thường gặp nhất của vùng vòm ấy, tức là nó phải đứng thứ năm trong các ung thư nói chung của nam giới, thế nhưng mà ở cái viện này rất ít, gần như không có. Không hiểu là lý do là do khi phát hiện được ra nó là chủ yếu là bệnh cảnh cần phải xạ trị ấy, thì người ta có thể là từ cái tuyến phòng khám này nên chuyển thẳng đến cái cao luôn để bệnh nhân được xạ. Thành ra là đối với bọn mình làm đây thực tế này, gặp ung thư vòm này cực kỳ, rất là cái tính ấy, thành nhung thấy luôn rồi, nhớ đấy. Có thể là do chủ yếu là do cái phân tuyến điều trị ấy. Ví dụ khi phát hiện ra người ta chuyển bị cao thôi. Cao nó có cả khoa đầu cổ. Không, cái chuyện khoa đầu cổ thì không nói, đầu cổ nhưng vấn đề nó có cái xạ trị. Bởi vì phải có xạ trị thì ung thư vòm nó mới hiệu quả, với đa phần là ung thư biểu mô tuyến vú vẩy. Đầu cổ thì mình nên mua đầu cổ làm đầu cổ rất là tốt đấy. Ở cả tai mũi họng cũng như biếu mình làm đầu cổ tốt, nhưng cứ liên quan đến ca vòm thì gần như không thấy. Mà chủ yếu là ung thư tuyến giáp, ung thư thanh quản, với các cái nan cấp máu. Đây mọi người xem này, trong các cái minh họa ung thư vùng vòm ấy, mọi người nhìn nhé, ở đây người ta đưa ra là đến 15 ca. Trong đấy người ta minh họa vào các lớp vi tính của 2-3 ca thôi, ca 1, 2 và ca thứ 15. Còn 12 ca còn lại người ta minh họa bằng cổng từ. Thế để thấy là cái vai trò cổng từ ấy là vai trò cổng từ trong đánh giá ung thư vùng vòm ấy là rất tốt. Ở đây nhé, mọi người thấy nhé, cái này thì quá rõ này. Đầu tiên là một cái khối mình thấy ở vùng vòm mũi nghĩa ở tự ở thành trên, ở thành trên và thành sau có một khối thì tạo một chút. Thì cái khối này nó bình thường ở đây chúng ta có thể thấy là cái sông sông bướm và cái phần dốc nền đúng không? Thế thì ở đây toàn bộ cái phần mà tiêu xương. Vâng, thì đấy, khối này nó ăn vào đây rồi. Từ những cái bệnh nhân đấy thì chúng ta có thể thấy trên người cắt ngang. Đây là hình ảnh cắt dọc của bệnh nhân nhé. Đứng ngang cắt đường, cắt đứng ngang. Chúng ta thấy này, ở bên này chúng ta có thể thấy này. Khi rãnh Duchenne Muller bên này còn này, nhưng ở bên này
cả một khối tỉ trọng tổ chức này, nó làm mờ đi, nó làm mất cái dấu hiệu chúng ta nhìn dễ nhất trong cao vòng đấy là làm mất cái rãnh Rosen Muller ở đối bên. Và đây cả cái khối đây, trên này là trên hình cắt ngang, còn trên hình này cắt cặp được như thế này rồi mình nhìn đấy, nó cắt đứng ngang, cắt đứng dọc. Đây, trên cái hình ảnh của đứng ngang chúng ta có thể thấy là cái khối ở phía trước thì còn được, khối trước đây, cái vách ngăn mũi đây bắt đầu đi ra sau thì khối to dần và cuối cùng nó chúng ta có thể thấy hình ảnh của cái tiêu xương, cái khối nó ăn lên thì sau lên cái tiêu xương của cái phần lớp này. Ảnh minh họa như thế, tức là một cái khối. Đây chúng ta có thể thấy đây là cái phần khối tướng đúng không? Đấy, đây là cái phần đáy, phần đây là cái phần trên, sau bướm. Đây là cái phần gấp để phía sau. Thế ở đây có khối thị trọng tổ chức giống sau tiêm và bắt đầu khối phát triển đi xuống, vượt qua, rồi bắt đầu vượt qua như giới hạn mặt phẳng phân cách giữa khi học đúng và đi xuống phía sau. Cũng như cái này là nếu về mặt hình ảnh này thì người ta xem là một cái hình ảnh T2, tức là nếu mà là một khối u nhé, nó được giới hạn hoàn toàn, một khối u được giới hạn hoàn toàn trong đường vòm, không xâm lấn vào hai cái lỗ u sau này, không xâm lấn xuống qua cái mặt phẳng phân cách giữa khẩu thái cứng này, giữa họng mũi và họng miệng này, và phía sau thì nó không xâm lấn vào toàn bộ phần dốc nền này, không xâm lấn nội sọ này, thì cái u đấy được xem là u giai đoạn T1. Còn nếu nó bắt đầu xâm lấn vào hai cái lỗ u sau này, hoặc xâm lấn xuống qua cái mặt phẳng phân cách giữa khẩu cái cứng giữa họng mũi và họng miệng này, thì nó được gọi là T2, đây là mức T2. Thế thì nếu mà T2 người ta tiếp tục trên mặt phẳng cắt ngang ấy, nếu mà T2A ấy thì nó sẽ không có xâm lấn vào cái khoang cạnh hầu, tức là cái khoang mỡ cạnh hầu ấy. Còn nếu mà là có xâm lấn ấy, thì người ta có vào khoang mỡ cạnh hầu ấy, thì người ta gọi là T2B. Còn nếu có bất cứ một xâm lấn nào vào xương, vào cái phần xương, ví dụ như là phần thứ nhất là các cái xoang cạnh mũi này, nó qua lỗ mũi sau là nó vào đi vào sườn xoang, hoặc là nó xâm lấn vào xương đấy, thì nó là bắt đầu đi vào là T3. Còn nếu mà nó tiếp tục xâm lấn vào nội sọ, nghĩa là nó xâm lấn đi lên phía trên đến tận nhu mô não rồi, hoặc ở ngoài, ở đây có cái khối cơ, ở đây là ngành lên của xương hàm dưới này, thì ở đây có hai khối cơ, phía trong là cơ thái dương, phía ngoài này là cơ cắn, thì nó xâm lấn vào khoang cơ cắn này và đi rất xa, từ đây nó đi tít ra ngoài này, hoặc là nó đi lên phía vào trong nhu mô não thì người ta gọi là T4.
thấy mọi người đây có một người giải linh hoạt đấy. Ở đây có cái rãnh này người gọi là rãnh đôi gen lơ bên trái, cái rãnh này vẫn còn, nhưng ở phía bên phải ở cái vị trí rãnh đôi gen lơ này có một khối thì trọng tổ chức này, thì trọng không đồng nhất và bấm thuốc mạnh và cũng không đồng nhất sau tiêm thì tên mặt phẳng cắt ngang, tên mặt phẳng cắt ngang chúng ta có thấy này, đây ở bên trái này hay là bó bên cạnh, tức là con cảnh mà ở bên phải thì bó bên cạnh ở đây, thế thì cái khối này nó bắt đầu nó xâm lấn ra con cảnh này, còn ở đây cái khoang mỡ cạnh hầu, khoang mỡ cạnh hầu này vẫn còn đấy, vẫn còn nhé, đấy, bên này vẫn còn đấy, xâm lấn ra khoang con cảnh, đây là trên mặt phẳng cắt ngang. Nhưng mà trên, nếu mà trên mặt phẳng cắt ngang ấy, thì mình đánh giá cái tổn thương xâm lấn nội sọ bao giờ cũng khó, vì mọi người khi mà đánh giá cái trên mặt phẳng cắt ngang ấy, thì bao giờ phải tưởng thành mặt phẳng đứng dọc hai tam đấy, mọi người có thể thấy đây ở bên phải thì tương đối, nếu ở bên phải nó không được, nhưng nếu khi ở bên trái cũng được, nhưng nếu khối di chuyển sang sang bên trái đấy mặt phẳng thì mọi người thấy là khối này bắt đầu nó xâm lấn vào xương đấy. Thế nên là trên mặt phẳng cắt ngang ấy, thì thấy là khối u nó chưa xâm lấn vào khoang cạnh hầu thì cứ nghĩ là nó chưa đến T2 đúng không, nhưng mà thực ra là nó đã xâm lấn ra sau rồi, đến khoang cảnh và phía trên thì nó đã xâm lấn qua xương rồi, nên nó đã phải là T3 T3-T4 nó đi vào nội sọ. Đối với phân loại TNM của cái khu vùng vòm ấy, thì đối với T1 ấy, thì khối u đang được giới hạn trong cái vùng vòm. Đối với T2 ấy, thì đã xâm lấn vào cái hốc mũi qua lỗ mũi sau hoặc là đi xuống hàm miệng. Thì nếu mà T2A ấy, thì không có xâm lấn của khoang cạnh hầu, còn T2B có xâm lấn khoang cạnh hầu. Còn đối với T3 thì chỉ cần nó xâm lấn vào bất kỳ cấu trúc xương nào hoặc nó đi vào các cái xoang cạnh mũi, đấy là T3. Còn đối với T4 của chúng ta ấy, thì bất kỳ cấu trúc nào ở đây đều nó đi xuống phần thanh quản này, hạ họng, tức là quang phần hồng mũi nó đi thẳng xuống vùng hạ họng thì được gọi là T4 này, nó đi vào xâm lấn vào mắt này là cái T4 này, hoặc đi vào khoang cơ cắn này thì đúng là T4 này. Và nếu nó đi vào nội sọ thì gồm có các cái thành phần trong sọ rồi, nó như não rồi, đây là cái vùng mơ ấy. Ví dụ bệnh nhân cứ đau nổi mặt, tức là bệnh nhân đang bị tổn thương dây thần kinh số 5, hoặc là bệnh nhân có những triệu chứng của tăng áp lực nội sọ, cứ đau đầu một đôi thì có nghĩa là nó đã đi vào vùng não lâu dây, nó ché vùng não dây tăng áp nội sọ. Thế thì nếu mà có bất kỳ một cái dấu hiệu nào trong này về mặt hình ảnh ấy, là tổn thương hạ họng này, cơ cắm này, hoặc là mắt này, hoặc là đi vào nhu mô não này, thì đó là T4. Thì khi có T4 gái thì mọi người thấy là khi có T4 gái thì có nghĩa là nó đã có ở giai đoạn 4 này, bất kỳ T4 nào chỉ cần không hạch, không di căn xa nhưng đã là T4 thì nó đã được xếp vào giai đoạn 4 này. Còn đối với phần phân chia hạch thì như chúng ta nói ấy, thì đối với các di căn hạch ở vùng cổ thì nó hay đi vào giai đoạn số 2, đấy là về mặt vị trí, nhưng mà các vị trí khác cũng có thể gặp. Còn đối với về mặt kích thước ấy, thì đối với các cái ung thư vùng cổ ấy, nói chung luôn, kể cả ung thư thanh quản hay là ung thư tuyến giáp và ung thư vòm, thì người ta đều dùng một cái phân loại chung về hạch này. Đấy là nếu mà có hạch cổ một bên mà đường kính lớn nhất là dưới 6 cm thì được gọi là đường 1. 6 cm. Thôi
đầu tiên cũng rất ngạc nhiên bảo các cái hạch nơi khác thì các cái hạch nơi khác ấy thì nó chỉ khoảng 10 mm là nó cực kỳ ở giá trị, nó như riêng hạch cổ ấy người ta dùng để phôi sụp hạch tiếp thì nó tối đa nó có thể lên được 20-25 là khoảng tương gần 3 cm là tốt đấy. Thế thì nếu hạch kỳ một cái hạch nào một bên là 20 V chặn trên 6 cm được xem là 13. Còn nếu mà N3A thì được xem trên 6 cm, còn N3B thì bất cứ một cái phần hạch nào của tượng đỏ thì được xem là N3B. Cái hạch vùng cổ ấy ban nãy theo phân loại 6 nhóm của mình là gồm có dưới cằm này, dưới hàm này, nhóm chuỗi hạch cảnh là dọc theo bờ của cái côn trùng này là 2, 3, 4 này, nhóm 5 là nhóm cổ sau này, và nhóm 6 là nhóm cổ trước này, nhóm 7 là nhóm trung thất trước trên này. Thế thì vẫn có một cái nhóm hạch mà chúng ta không đề cập đến đấy. Thứ nhất là nhóm hạch ở vùng góc hàm này, mang tai này, chúng ta chưa đề cập nhé. Cái thứ hai là nhóm hạch chẩm này, cái vùng mà ngay sau tai này, rất nhiều người thì khám bệnh bị sờ đến sau tai. Thế thì cái nhóm hạch đấy nhé, nhóm hạch của tuyến mang tai góc hàm này, hoặc là nhóm sau tai này, nhóm chẩm ấy, thì cái đấy không được chia vào nhóm, không được xếp vào một trong 7 nhóm đấy nhé. Mình nó có thì mình cũng mô tả theo đúng tên vị trí để có của nó thôi, nhưng mà nó không có một nhóm nào đấy. Cái thứ ba là cái nhóm hạch tượng đòn này ở vùng trên xương đòn nhưng không thuộc vào nhóm 4 hoặc nhóm 5 đấy, tức là nó nằm ở tích phía sau này đấy. Thế thì nó là từ cái bờ cơ vân trũng này, từ cái phần điểm bám đi xuống bởi tốc độ chúng nó đi tích xuống dưới. Thế thì cơ vân trũng này và cơ thang này, thế thì tít phía sau này này thì nó vẫn được gọi chung là thượng đòn. Thế thì thực ra bản chất của cái nhóm hạch thượng đòn này là nó cũng không thuộc vào một trong 7 nhóm hạch đấy, nó là nhóm hạch riêng đấy. Còn về cái phần di căn ấy thì ví dụ như M0 thì không có di căn não, không có di căn gan phổi, còn M1 thì bất kỳ một cái di căn xa nào thì được xếp là cái M1 này, khi có bất cứ một cái M1 này nào này, khi có bất cứ một cái M1 nào nhé thì nó đã là được xem là rất là 4C đấy. Mình có thể có một ca lâm sàng bộc lộ cho mọi người xem. Bệnh nhân này thì không phải là ca vò, bệnh nhân này là ca giáp. Bệnh nhân này là bệnh nhân đến 28 tuổi. Được chẩn đoán một cái ung thư tuyến giáp, vị trí ở eo xâm lấn ra ngoài bao và bắt đầu có di căn vào nhóm hạch số 3, số 4 ở bên trái. Bệnh nhân này cũng được mổ viện linh nhé. Thế thì hiện tại mà kiểm tra lại sau mổ cổ ấy thì thấy toàn bộ tuyến giáp được cắt này, có mấy cái hạch nhỏ dưới cằm, còn nữa là không có gì. Kiểm tra lại vùng cổ cảm giác rất là tốt, không có gì cả. Thế nhưng mà cái bệnh nhân này trước mổ thì lại chụp cái quang tim phổi cũng không có gì, bình thường hết. Về mặt chẩn đoán siêu âm thì một cái tiêu đất 4C, tiêu đất 5, sau đấy tôi cặp và di căn hạch cổ cặp tế bào thì dương tính, thì cũng chỉ nghĩ là một cái ung thư chụp quang tim phổi hoàn toàn bình thường trước mổ. Thế thì bệnh nhân này cũng chỉ nghĩ là một cái ung thư tuyến giáp mà bắt đầu có di căn hạch cổ một bên mà đường kính tất cả cái hạch
nó dưới 6 cm thì nghĩ cũng chỉ nghĩ đến bệnh nhân này ở cái giai đoạn là giai đoạn 23 thôi. Thế thì tiên lượng là rất tốt. Thế thì bệnh nhân này mới mổ hôm 6/9 thì hôm nay đến là kiểm tra lại một cách rất là tình cờ tự nhiên. Thì thấy là ung thư phổi phía trên rất là tốt. Toàn bộ máy phổi có được xem mà nên là một luôn. Thứ hai thứ ba thứ bốn thứ năm luôn thứ sáu. Thế thì rất là ngẫu nhiên nhé, cái này gọi là nó vượt ra ngoài khi gần như là vượt ra ngoài cái tiên lượng của bác sĩ điều trị của tất cả mọi người luôn. Tôi nghĩ mọi vấn đề nó rất là ổn, rất là ok. Và do là một cái thói quen trước mổ đúng không, mọi người thấy trước khi đi mổ cái gì đấy thì bao giờ chụp một X-quang tim phổi, chụp một X-quang tim phổi rất là bình thường, cái này không có thả bóng không gì cả thì tôi nghĩ là bình thường. Nhưng mà rõ ràng là nếu cái đấy là một ung thư tuyến giáp vùng cổ đấy thì khi hạch nó rất là bé, hạch di căn rất là bé, hạch một bên thôi thì mới là hạch L1 thôi, nhưng mà không đánh giá hết ở cái phần mờ này cho bệnh nhân này. Thành ra là khi bệnh nhân này khi đợt vừa rồi sau mổ bệnh nhân này dùng cái liều iốt phóng xạ hơi thấp, mặc dù là các sinh môn thiển vú ấy. Nhưng mọi người đừng bao giờ nghĩ ung thư tuyến giáp là nhẹ ấy. Thực ra tủy thôi, khi đương nhiên là thủy tỷ thể tủy hoặc thể không bị hóa thì nó cực kỳ là tàn khốc rồi. Bị ung thư tuyến giáp và thể tủy thời gian sống nó chỉ có khoảng 3 tháng đủ lại không hơn đâu. Còn thể nhú là ai bảo ôi đơn giản mà cái này thì ai cả quá đơn giản, cái ai nghĩ như thế, nghĩ là đơn giản và bảo là bị gì như ung thư tuyến giáp thì có gì đâu, mổ là xong. Nhưng thực ra không phải đâu. Nếu mà trong cái thể này bây giờ đang kỳ vọng bệnh nhân này thì hôm nay 26/11 thì hôm 12/11 bệnh nhân mới bắt đầu uống liều xạ đầu tiên. Thì bác sĩ đầu tiên ở dưới bác sĩ về ung biếu đi học nhân đấy cho liều khoảng 70 thôi. 70 thôi. Tức là nghĩ là ngon lành rồi, đơn giản 70. Thế nhưng mà sau đấy có làm TG trước mổ thì nó làm 1.8/17, làm 1.3/30. Thế thì thấy tranh nhau 4 tuần mà TG nó tăng lên gấp đôi, thế thì sau đấy cân nhắc lại cho 100, nhưng mà mình vẫn nghĩ là tiên lượng là tốt, rất là mình nghĩ rất là đơn giản vậy. Thế nhưng thực ra nếu mà khi mình làm vi lăng một cách đầy đủ cho bệnh nhân, các bác sĩ tính nhé, kể cả cổ ngực nhé, thì thấy nó đã có di căn 6-7 nốt này, thì thực ra nếu đúng là liều cho bệnh nhân phải khác. Thế nên là cái bệnh nhân này rất là vô tình, nói chung chỉ đến đây đúng ngày 28/11 rồi là đến chào thầy chúc mừng các thầy gái. Thì thôi đúng lúc gọi là anh em đang sẵn đây thì bảo nằm lên kiểm tra thêm đấy. Hoàn toàn ngẫu nhiên luôn. Thì choáng luôn mà. Đúng 20/1 vào thăm các thầy luôn này. Đấy. Đúng đấy, thấy không? Thế thì câu chuyện là như thế. Thế thì nó trở lại là gì? Thứ nhất là một ung thư vùng cổ có di căn hạch L1. Nhưng mà nếu mà phân loại thì cũng chỉ giai đoạn 2, nhưng mà thực ra là bỏ sót cái M1 rồi. Đấy. Thì nếu mà phân loại M1 này thì phải là gì? Giai đoạn 4C đúng không? Đấy. Thế thì một cái nữa cũng nói thêm mọi người ấy, thứ nhất là trong quá trình làm việc ấy, thì đừng bao giờ có bệnh nào mà là bệnh nhẹ. Thực ra là đau thương thì mình đau thương là nhẹ từ ung thư tuyến giáp thể nhú, thực sự luôn. Bởi vì cái này nhá, đang kỳ vọng bệnh nhân này sẽ đáp ứng với xạ trị với iốt ấy. Bởi vì có những loại thể nhú hoặc 90-95% đáp ứng, nhưng cũng hoặc 10% trơ với xạ ấy, không phải là cứ thể nhú là đáp ứng hết với xạ đâu. Thì nếu mà cái này nó không đáp ứng với xạ thì thực ra là khủng khiếp luôn đấy. Về sau những căn nó nhanh lắm, TG nó tăng nhanh, sau đi mổ
mổ là mùng 6 tháng 9. Thì mùng 15 tháng 9 thì đến 108 làm TG mới có 17. Thế thì 12 tháng 11 đến 103 làm TG nó lên 31 rồi. Chứng tỏ nó làm mà nó có quá trình phát triển rất nhanh này. Đấy, và ung thư tuyến giáp thể nhú ấy, khi mọi người đây có lớp các bạn chú vừa học ung thư tuyến giáp thể nhú xong rồi thì bảo là tiền lượng tốt đúng không? Trong đầu ra anh bảo bị ung thư thì thà được ung thư thì rút. Nhưng thực ra kinh không nói chứ điều gì hết. Đã là ung thư thì là như thế. Thế nên với mọi người ấy, nhân cái ung thư vùng cổ ấy thì ngoài mọi người đánh giá nào là vị trí tại chỗ này, đánh giá hạch phối hợp giữa cắt lớp và siêu âm này, thì bản thân thực ra làm vi lăng này vô cùng quan trọng luôn, cực kỳ quan trọng. Nhưng rất là trẻ luôn. Nhưng một người bình thường như là nốt thì đầy dẫn là đâu. Mà cái này giống như nó cái hôm có bạn nào nhỉ, hôm bạn nào thường trú với mình bảo là cái này tại sao lại đi gặp phổi nhỉ, bởi vì ung thư tuyến giáp thể nhú toàn là di căn theo đường bạch mạch đúng không? Nhưng mọi người nhìn nhất này, và nhìn đây là một cái nhánh mạch máu của mạch máu phổi này. Đi này. Đi này. Bùng đấy, thấy chưa? Nó đến đây nó đang thu thuôn này. Theo quy luật nó phải thuôn nhỏ đúng không đây này? Thuôn nhỏ dần nhưng đến đây này. Bục cái to ra này. Đấy. Thế thì sống như thế này nó nằm trong lòng máu. Nó vẫn di căn đấy, tức là nó đi cái ngoài quy luật. Mọi người cứ bảo là nó là di căn nhẹ, đơn giản là di căn theo đường bạch mạch này kia đây, nhưng đây thấy không, cái này rõ ràng là đi theo một nhánh mạch máu, nó nằm trong lòng của máu luôn, di căn là máu luôn, di căn theo đường mạch, tức là có những cái ngoài quy luật. Nên mọi người biết là đã là ung thư thì cố gắng làm cẩn thận tối đa cho bệnh nhân. Còn về cái phần viêm họng và thanh quản nói chung ấy thì như nói mọi người bài đầu tiên rất là rõ rồi, thì chẩn đoán chủ yếu dựa vào lâm sàng so thôi. Các lớp vi tính thì thực ra không ai rảnh đến mức là cứ các lớp vi tính được chẩn đoán viêm đấy, từ khi là có cái áp xe sau hầu giống như trước bảo mọi người ấy. Thế thì như bài giảng ngày hôm nay ấy, có hai cái nội dung là nội dung thanh quản và nội dung vòm.